I like eating spaghetti. I like eating spaghetti. Cái gì vậy? Rồi, sửa sao cho nó hay đây. Thứ nhất cái chữ eating, cái em T bật ra, không có đọc eating. Eat. Eating. Còn nếu như mà bạn nào theo dòng Anh Mỹ thì các bạn đổi âm T thành âm D. Eating. Cái thứ hai là cái từ like. Bình thường mấy bạn phải đọc rõ ra đúng không? Like, like, đúng không? Tuy nhiên khi mà mình nói nhanh á, mình có thể nói vào cái chữ eating, like eating, like eating. Hoặc các bạn không thích nói âm thì các bạn có thể chặn âm cao, like. Đó. I like eating. Rồi cái từ quan trọng nhất luôn nè, đó là cái từ mì Ý, mình không có đọc là spaghetti hay là spaghetti nha. Đọc sao cho đúng đây. Thứ nhất từ này nhấn âm thứ hai. Vậy thì âm đầu tiên mình chuyển nó về âm ờ. Sp. Cái giọng thấp xuống nè. Sp. Âm thứ hai mình cao nè. Ga. A. Ga. Và cuối cùng mình hạ giọng xuống nè. T. Spaghetti. Nhưng mà Anh Mỹ tiếp tục âm T lại quay về âm D. D. Spaghetti. Vậy câu này nếu nói giọng Anh là I like eating spaghetti. Còn Anh Mỹ, I like eating spaghetti. That's it for today.